chào quý vị và các bạn hôm nay mình đến vườn thuốc cây tràm mèo và trong tết vừa rồi mình uống rượu nhiều quá cho nên bị nóng trong nhiệt miệng nên phải dùng cái lá tràm mèo này, này nhai chỉ cần ba ngọn này thôi nhai xanh di hết mồm này. là nó sẽ khỏi nhiệt miệng Đấy. cái thuốc rất đơn giản chữa nhiệt miệng Đấy. xanh hết mồm rồi. Nước của xanh. Tâm bị. Nhai và có nhút từ từ trong nước. Ừ. Ở đây mình vò tay. Một lúc sau nó xanh hết tay. Cái sốt này thật vời chữa rất, rất nhiều bệnh đây chưa xanh mấy nha Để một lúc bắt đầu tí nó xanh hết tay Đấy. nè thế là xong rồi ngày ba lần à đây tay này mình một lúc một lúc nữa là nó sẽ xanh hết tay này Đấy, bây giờ chưa thấy gì đúng không mình đợi cho các một lúc khoảng khô khô một lúc rồi nó sẽ xanh nhất đấy đợi một lúc nhé nhận biết cái chàm mèo này này họ nhà chàm ấy à, Hiểu không kệ nó cứ nhai thế ba lần khỏi nhiệt miệng nặng mấy cũng khỏi nhai và nuốt cái nước thì chẳng qua là hôm nay mình uh, quay xong là mình, uh, mình nhổ nó đi thôi các bạn nào chữa cái chàm mèo thì chỉ cần nhai ba lần là khỏi nhiệt miệng nó tê hết mồm Đấy. bắt đầu xanh tay rồi nhé nhận biết cái chàm mèo này hoa là hoa nó tím này và à... vò lá ra tay họ là tràm ấy cây tràm này là vò lá ra tay thì nó mới Mới, mới xanh Đấy. thế còn các loại trầm khác ấy. Tràm nó rất nhiều loại tràm như chàm trà mèo này, này thì nó vò ra tay thì nó mới xanh nó xanh dần này. Đây, các bạn thấy xanh chưa? Xanh cực xanh luôn. Kệ nó cây thuốc. Cây này hoàn toàn không có độc. Không có độc tính gì hết. À, đấy. Cây này xanh một hai hôm. Kệ đang đông đang đang mồm thì, thì đang là, là đang nhiệt miệng ấy thì kệ nó chữa chữa bệnh thì sao phải thì xấu mới đẹp. Đúng không các bạn? Tôi muốn chia sẻ chữa nhiệt miệng bằng cây tràm mèo này. Đấy. xanh hết tay là bắt đầu xanh tí về xanh di hết tay mà rất khó rửa cây tràm này nó còn à, nhuộm vải này đấy, đấy giờ nuốt nó ngọt 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 sắc à, dùng để cây xưa cụ là dùng để nhuộm vải này đấy. Đấy, xong à, bây giờ cây tràm này chữa bệnh thì rất tốt thì xin chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là cái bãi tràm này nó có hơn hectare cơ hectare nó cứ trong tán rừng này mình rồng rất nhiều ấy. Đấy. cho nên là mình cũng sử dụng làm thuốc. Có cũng có chế phẩm uh, chiết xuất từ cây tràm mèo kìm hạn tế bào ung thư từ cây tràm mèo này. Đấy, có công ty dược làm nhưng mà họ đòi đáp ứng uh, nguyên liệu lớn quá mình không làm. Đấy. mình không bán nguyên liệu cho họ và mình đang làm sản phẩm cho mình. Về cái uh, nguyên liệu kìm hạm tế bào ung thư này thì cây tràm này có các bản chất cây tràm này là có À, dựa trên cơ sở học, học trên thế giới ta cũng làm rồi Bây giờ Việt Nam thì cũng Bây giờ ở, ở mình đây thì Đối với mình thì mình cũng đang um, Có những thằng thuốc sắc hỗ trợ Đấy Đó Còn bây giờ có công ty dược thì cũng chiết xuất từ cái cây trà mèo làm Kiểm hãm các bằng tư với Trong cây trà này nó còn rất nhiều Các um, tính chất quý để chữa bệnh uh, Như là um, Chữa về Chữa uh, về điều kinh cho phụ nữ này Đấy. rồi là chữa vẩy nến từ cây tràm mèo này Đấy. một cây này cái trị giá chữa bệnh nhưng mà mỗi một quy trình bào chế và chế biến thì nó sang một cái bệnh khác ví dụ như là chữa về vẩy nến quy trình chế biến như này như mình vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là cái nhận thức về cây tràm tràm xanh, đi, 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 đi. xanh hết ra tay nhận biết cây tràm là vò ra tay nó một lúc sau Đấy, như này khoảng 5 phút sau 3 phút sau là giờ là 5 phút rồi 3 phút sau là nó sẽ xanh di tay như này mà rửa rất khó Những biết cái tràm mà sử dụng cái trà là các bạn phải vò vào tay thì trong cây trà mèo này thì nó, thì vò vào tay thì nó mới xanh à, ở mình à. không nó khoảng đến ngày mai cơ à. 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 <laughs> cây thuốc tuyệt vời mình cũng thật sự ra quý vị và các bạn là mình cũng rất yêu yêu quý cây thuốc nam và chia sẻ những cái thuốc nam chữa bệnh rất hiệu quả tất cả các mồm miệng nhiệt miệng lở lét mồm chỉ cần nhai cái chằm mèo ấy thôi nó đã rất tuyệt vời rồi đó các bạn ạ à, cực kỳ tuyệt vời ba lần nhai như mình rồi khỏi rồi và nuốt cái nước dần dần nó khỏi thôi. Đây là một cái cây thuốc nam mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là nếu mà quy trình trồng cây này rất dễ. Cây tràm này thì nó thứ nhất là nó ưa ẩm. Thứ hai ưa ấm. Là trồng ở khắp nước Việt Nam này, này là nó được hết. Cứ ẩm mà ấm mà lên luôn. Bạn nào thích thì mình có thể mình nhổ mình chia sẻ những cây thuốc tốt thích nhổ cho làm nhánh về bọc đất về cây vẫn tươi hay là tưới ẩm nó lên đấy họ là chàm thì đốt nó ra dễ dễ ra từ đốt một kỳ tuyệt vời về, về chữa ai hay bị nhiệt miệng cứ dùng dòng một cây ở nhà đấy hoặc là, là phơi khô đưa nước uống hàng ngày à, nó coi cho nó là, là, là trà à, coi như nó là một cây chè uống nước chè hay uống nước vối đó cứ đưa nước uống hàng ngày chả sao đấy còn đun đu 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 hàng ngày thì cái nước mình phơi khô rồi thì nó không nó không còn à, xanh như này nữa đấy nó không xanh như này nữa đấy chứ còn nó nó tươi rồi thì nó nó vẫn xanh như này đun khô rồi nó chuyển sang màu khác nó tay đầu dược tính rồi đấy cho nên là dùng cái thuốc phải biết cái dược tính của từng cây thuốc nó chưa xuất ra cái này nó ra những cái gì rồi chưa xuất sang này sang ra cái gì rồi đấy Thế còn để mà nói là hôm nay mình chia sẻ một cái video từ cây tràm ngày trước thì mình cũng có một video chia sẻ từ cây tràm mèo <laughs> Chữa bệnh điều kinh cho phụ nữ Và hôm nay thì mình chia sẻ cho vẫn là một cây thuốc đấy. đấy Thì nó lại chữa sang cái bệnh nhai tươi này, nó chữa sang bệnh chữa nhiệt miệng Đấy Còn nhiều công dụng để dùng tươi với cây tràm mèo này nữa thì đây là những cái bài thuốc À, gọi là theo uh, gia truyền nó lúc là nên nói và nó lúc là không nên nói xin chia sẻ những quý vị và các bạn những cái tuyệt vời nhất những cái gì mình chia sẻ là cái thực tế nhất còn cái gì mình chưa nên nói ở đây hay là mình chưa chia sẻ đó là việc của mình và việc của nghề thuốc gia truyền Đấy, các bạn cũng thông cảm nhưng hôm nay là bạn phải nhớ, nhớ rằng chỉ cần ba ngọn cái chà mèo ba ngọn cái chà mèo ba ngọn cây trà mèo như thế này là chữa được bệnh nhiệt miệng nhai nó nhẹ hay hơi xấu một tí nhưng khỏi được bệnh và mình sẽ hái mang về và bây giờ đút vào túi đây còn hai ngọn mai khỏi tối và nhai ngọn mai sáng mai dậy nhai và ngọn là khỏi Đó. rất tuyệt vời từ những cây thuốc nam Đấy. Đó. Ở Lương Nghi, xin chào tất cả quý vị và các bạn À, đây là cái bệnh rất đơn giản chữa rất dễ trồng à, cây trà này có thể là bạn che mát mát ở trong trên sân thượng trước sân nhà cứ tưới ẩm lên như tưới như rau ẩm lên càng ẩm càng tốt nhưng không được uống đấy nhá nếu mà dùng cây trà này thì trồng ở đâu cũng được ở nước Việt Nam cứ che ớm à, độ che phủ của nó thì nó không chịu được bức xạ nhiệt của ánh nắng mặt trời trực tiếp Đấy nó phải ưa ốm cơ Ớm như rừng đây này bạn thấy trên đầu mình này, nó ớm tỷ lệ che phủ của nó tỷ lệ che phủ của nó thì nó rơi vào đến tầm khoảng bảy uh, mươi là được gọi còn đáng trăm phần trăm nó chết chết luôn ý. nó nóng nó chết luôn thì cái này nó ưa ẩm ớm ốm mà. Thôi tôi lương Nghi thì có chút chia sẻ những cái những kinh nghiệm từ dân gian từ bài thuốc gia truyền và từ những cái thực tế nhất mình vừa chữa bệnh cho mình vừa chia sẻ những cái gọi là những cái cây cỏ và mình muốn chia sẻ ở đây là mình muốn nói là để cho các bạn biết là những cây thuốc nam vị thuốc nam để, để mà đào bới nó ra tìm hiểu sâu về cái dược tính chữa bệnh của từng loài cây thuốc một hai loài cây thuốc thôi đã nhiều lắm rồi cho nên là những cái vì mình cảm thấy là những cái thang thuốc nam vị thuốc nam nó cực kỳ rẻ tiền mà bây giờ thì thì cũng nhiều người chưa biết đến như mình đây là một công ty cây dược liệu lai hiên dưới bản chất à, dưới à, dưới nữa trên nữa hay dưới nữa là chính ra là mình là một lương y ý, chữa thuốc nam lương y gia truyền làm thuốc đã mở công ty dược ra thì mình cũng kinh doanh những sản phẩm à, dược liệu sạch, rồi là bán cao nguyên liệu cho các công ty dược khác, rồi là bán cao cho các hội đông y khác để làm viên hoàn. đấy à, và mình đây thì cũng chữa bệnh cũng rất nhiều nên là mình muốn à, chia sẻ những cái cái mà những cây thuốc nam à, vị thuốc nam tốt nhất để cho mọi người dùng nhiều hơn nữa để biết đến sản phẩm à, sạch cây thuốc nam tốt. Ở Việt Nam thôi cứ, cứ đào bới những cây thuốc uh, Nó ra thì nó chữa bệnh quá tốt rồi Không phải nên phải đi nhập khẩu làm cái gì Nhập khẩu ở Trung Quốc hay Ấn Độ Hay là nhập khẩu những cái vị thuốc nam Nó quá lãng phí Hãy chú trọng đến những cái cây thuốc nam Vị thuốc nam Mọc tại Việt Nam Để chữa bệnh Tôi lương y xin chào tất cả quý vị và các bạn Hẹn quý vị và các bạn uh, lần sau có những video về cây thuốc nam mình sẽ cập nhật liên tục những cây thuốc nam mỗi ngày một vài video trên uh, youtube xin chào tất cả quý vị và các bạn